chào tất cả mọi người đến với Hình Thang TV. Trên tay mình đang cầm khăn lông bò nè mọi người. Hôm nay mình sẽ làm món khăn lông bò xào khế chua nha mọi người. Giờ cùng mình đi ra vườn hái khế ha. Rồi mình vô mình chế biến. Giờ mình đi hái khế nha mọi người. Không biết có còn trái hay không nữa nè. Khế chua nè cả nhà. Trái nhỏ nhỏ không? Nhỏ hái nhỏ. Bây giờ đâu có đâu. Lúc mà cần thì không có trái nào, lúc không cần nó rụng đầy hết trơn. Không ai ăn tới. Chút về chắc cũng được ha, đâu có bị chát gì đâu. Giờ mình sẽ trộn sơ cái khăn lông với nước sôi để mình làm sạch đó mọi người. Xong xuôi, mình đã sơ chế xong hết rồi nè mọi người, sạch sẽ rồi. Bây giờ mình sẽ xắt củ hành trước nha. Hành ở đó mình một lát mình hái vài lá cà ri ở ngoài kia nữa. Gừng mình đã sắc rồi. Rồi ở đây hành mình cắt khúc. Một lát mình bỏ vô mình xào cho nó có màu đẹp, cho nó thơm nữa mọi người. Ở đây hết gốc ngò nè, để một lát mình khử mùi. Mình trồng nó còi cọc, mình trồng ở trong cái chậu khá nhỏ nhưng mà ăn cũng không hết nữa. Mình thích cái mùi lá cà ri này, nó thơm phi vô với tỏi đó, thơm phức à. Lá cà ri, gừng luôn nha mọi người. Thơm quá, tìm thơm luôn. Thơm lắm ở nhà. Vàng mình sẽ cho bò vàng nha. Mình nãy cho xong rồi. Thank you.
cho khéo là cùng tất cả các nguyên liệu luôn. Tại vì cái này nó cũng nhanh chín á mọi người ơi, để lâu quá mình nêm hạt nêm với bột ngọt. Dặn lửa thiệt to nha mọi người. Đó, ngon chưa? Thêm một chút nước mắm nữa ha, cho nó thơm. Xong rồi nè mọi người ơi, đây nè mọi người nhìn thấy không? À, ngon chưa? Rất là thơm. Bây giờ là ăn thử một miếng nha cả nhà. Xin mời cả nhà nha. Chấm với một xíu nước chấm nè. Cái này là chỉ là không thấy nè mọi người. Cái này chỉ là nước mắm trong với ớt thôi mọi người ơi. Đi xuống heo. Cái con heo này. Cái này thích hợp để lai ra với mọi người, tự nhiên cà lâm tại vì nó dai mà nó ngọt ngọt rất là ngon. Ăn thử miếng khế nè mọi người nha. Chua, trái nhỏ vậy mà chua lắm mọi người, thơm cái mùi lá cà ri này nè. Mời mọi người một miếng nữa nha. Món này rất thích hợp để đãi bạn, đãi khách nè mọi người. Rất là ngon luôn á. Đây. Xin mời. Nó rất là dai. Dai mà ngọt. Mà nó dai dai á mọi người, chứ không đến nỗi mà dai nhất. Ăn thử ăn kèm với củ hành rồi nè, nó rất là ngon, thơm lắm mọi người, chứ không có bị hôi. Hồi nãy mình sơ chế cũng khá kỹ rồi, xào với nhiều cái gia vị đậm mùi này nữa, cho nên là nó sẽ không có còn dai nữa, không còn mùi nữa cả nhà. Đây mời cả nhà nữa nè, thêm một cái đầu hành nữa nha nè. Clip tới đây thôi mọi người nha. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin hẹn gặp lại video tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký, like và comment bên dưới để góp ý cho mình. Nhớ chia sẻ giúp mình nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo. Xin chào. Cảm ơn các bạn.